Mến chào các em đến với buổi ôn tập ngày hôm nay. Chủ đề của chúng ta ôn tập đó là mỹ thuật của các dân tộc thiểu số. Và bài số 8 đó là chúng ta sẽ vận dụng những cái họa tiết trang trí dân tộc để thiết kế trang trí trên những cái trang phục mà mình đã tạo ra. Thì chúng ta sẽ ôn lại cái phần quan sát nhận thức về hình thức của các bộ trang phục. Rồi chúng ta ôn lại cái cách tạo hình và thiết kế một bộ trang phục như thế nào. Và cuối cùng là phần chúng ta sẽ ôn cách tạo hình và thiết kế bộ trang phục với họa tiết dân tộc thiểu số. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng quan sát nhận thức về hình ảnh của các bộ trang phục. Và đây chúng ta cùng nhìn hình ảnh các bộ trang phục được vận dụng những cái họa tiết trang trí dân tộc. Gọi là mang một cái vẻ đẹp rất là độc đáo, mộc mạc, tạo nên điểm nhấn cho những cái sản phẩm về thời trang. Mỗi mỗi một bộ trang phục chúng ta thấy đó là một một cái vẻ riêng, một cái nét riêng, chứ không có cái nào trùng với cái nào cả, để thấy được cái sự phong phú khi mà chúng ta vận dụng vào trong thiết kế thời trang. Sẽ tạo nên nhiều cái sắc thái, tạo nên nhiều cái gọi là cái style tùy theo ý thích của mỗi người. Có cái thì người ta sẽ viền cổ và tạo đường viền ở bên dưới, nhưng có cái thì người ta sẽ chạy từ cổ đi xuống, hoặc nhấn thêm những cái họa tiết rơi ở xung quanh, hoặc có cái thì người ta vận dụng trang trí đường viền để trang trí trên chiếc áo, hoặc là chiếc áo đầm. Nói chung là mỗi một cái mỗi một cái sản phẩm thì đều có những cái cách sắp đặt họa tiết khác nhau tùy theo cái ý tưởng và tùy theo sở thích. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhìn thêm những cái cách sắp đặt của họa tiết của các nhà thiết kế. Chúng ta thấy là từ những cái thiết kế vải như thế này, đặt họa tiết như thế này, và người ta đã vận dụng vào để thiết kế thành một cái bộ trang phục cho cái cô mẫu này đi trên cái catwalk. Chúng ta thấy nè, nó nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà nhìn rất là quý tộc ha, nhìn rất là thanh lịch, lịch sự. Và tiếp theo nữa là chúng ta cũng có thể đưa cái hình ảnh của những cái họa tiết được vẽ bên ngoài rồi sau đó được đặt vào bên trong chiếc áo dài, cũng là một trong những cách để chúng ta trang trí lên trên cái trang phục, gọi là quốc trang phục của tiêu biểu của Việt Nam, gọi là quốc phục. Bên cạnh đó chúng ta cũng cùng nhìn về những cái áo thực tế của các những người dân tộc Tà Ôi, ví dụ đây là những cô gái Tà Ôi chẳng hạn. Đó, chúng ta thấy là mỗi người mặc những cái trang phục được cách điệu những cái họa tiết khác nhau. Không có người nào gọi là về váy thì có thể na ná, nhưng mà về áo thì chúng ta thấy là mỗi người một kiểu, mỗi người một họa tiết. Và đây cũng là một cái trang phục kế bên. Bên cạnh đó chúng ta cũng thấy là bên cạnh những cái trang phục thì có thêm những cái phụ kiện sẽ làm cho cái trang phục nó sẽ nhìn nó sẽ trang trọng hơn, nhìn nó sẽ đồng điệu hơn. Và đây là hình ảnh sưu tầm để cho chúng ta thấy được cách sắp đặt họa tiết của những cái trang phục của các dân tộc thiểu số. Họ chủ yếu họ sẽ nhấn ở phần cổ, phần tay, hoặc là nhấn ở cái phần váy, váy xòe, kết hợp với lại cái phần mũ tiêu biểu đặc trưng của những người dân tộc thiểu số. Rồi, bước thứ hai chúng ta sẽ cùng ôn lại đó là cách tạo hình và thiết kế một bộ trang phục. Thì ở đây đưa lên hình ảnh là mình có thể tự vẽ hình ảnh một cái chiếc đầm chẳng hạn. Ví dụ ở đây là hình ảnh chiếc đầm,
Sau khi mà vẽ được ra hình dáng rồi, bắt đầu chúng ta sẽ tìm những cái hình trang trí hoặc là vẽ thêm những cái đường viền về ren chẳng hạn, hoặc tạo cái cổ, hoặc tạo cái phần thắt eo, hoặc tạo đường viền ở bên dưới của chiếc váy, chiếc đầm. Và sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn họa tiết để mà chúng ta in vào, và sau đó chúng ta sẽ in những cái họa tiết đó. Ví dụ như ở đây mình chọn cái nền áo là màu trắng và tạo cái điểm nhấn là hình họa tiết, tạo bèo hoặc là nhấn cổ, tay, eo và chân váy là màu xanh. Rồi kế tiếp là chúng ta sẽ dùng cái khuôn in để chúng ta in màu, in những cái họa tiết theo cái cách riêng của mình, và tạo nên một cái bộ trang phục cùng với lại phụ kiện đồng điệu với nhau. Thì đây là các bước mà cô đúc kết lại để cho chúng ta nhớ. Và phần thứ ba, đây là phần chúng ta sẽ thi, cho nên là mấy bạn sẽ tạo hình và thiết kế bộ trang phục với họa tiết dân tộc thiểu số. Ở đây cũng đưa lên một vài những cái mẫu của các bạn học sinh đã từng làm để cho chúng ta tham khảo, và dựa vào đó chúng ta có thể là tạo ra được những cái trang phục đẹp kết hợp với lại những cái họa tiết đẹp. Và đây là một số những cái hình ảnh tham khảo. Ví dụ như là chúng ta thấy là những cái họa tiết được vẽ làm chân thì chúng ta có thể lấy để mà thiết kế áo đầm đưa vào. Đây là mở rộng ra để chúng ta thấy được là cái sự vận dụng những cái họa tiết vào tùy theo những cái bộ trang phục, những cái thời trang mà chúng ta đặt để những cái họa tiết sao cho nó phù hợp. Tạo điểm nhấn. Hoặc là đây, với cái nền sáng thì chúng ta thấy cái họa tiết này chúng ta sẽ đặt như thế nào để tạo nên cái điểm nhấn, tạo nên cái sự dịu dàng. Hoặc là những cái hình ảnh bên dưới cũng vậy, mặc dù là với nhiều kiểu khác nhau thêu, nhưng mà chúng ta thấy là việc đặt họa tiết nó không có trùng lắp, nó mỗi một kiểu nó sẽ tạo ra một cái nét đặc trưng riêng, và tùy theo sở thích của mỗi người mà họ sẽ có những cái lựa chọn khác nhau. Và đây là hình ảnh của một số các bạn học sinh đã từng làm thiết kế. Mình thấy được là gì, họ cũng đã vận dụng những cái họa tiết trang trí để đưa vào trong cái phần thiết kế thời trang của mình, mang một cái nét độc đáo riêng. Đó. Áo dài cũng được. Nhìn rất là năng động. Đây cũng vậy, đây cũng là một trong những cái sản phẩm vẽ thiết kế cũng được vận dụng để cho chúng ta thấy được là gì. Họa tiết rất là phong phú và đa dạng, và bên cạnh đó cái việc mà thiết kế thời trang cũng rất là cần những cái họa tiết để tạo điểm nhấn cho những cái gu thời trang khác nhau. Và đây là thời trang tuổi teen, mình có thể thiết kế những cái mẫu dạng giống như vậy, và sau đó mình in những cái họa tiết lên theo ý thích của mình. Thì đó là phần chúng ta ôn tập và dặn hướng dẫn các bạn về nhà. Thì thứ nhất các bạn sẽ chuẩn bị để tuần 15 chúng ta sẽ thi học kỳ 1, và chủ đề của chúng ta vẫn là thiết kế trang phục và sử dụng họa tiết dân tộc để trang trí, để làm khuôn in và in những họa tiết dân tộc lên trên những cái trang phục thiết kế của mình. Và dụng cụ chuẩn bị của ta vẫn là khuôn in họa tiết, màu nước, hồ dán, băng keo giấy để chúng ta thực hành tại lớp. Tiết ôn tập của cô đến đây là kết thúc. Thân ái chào các em, chúc các em có những cái thực hành sáng tạo hơn, làm ra những cái tác phẩm cũng như là những cái trang bộ trang phục có xu hướng thẩm mỹ nhiều hơn. Và mến chúc các em thành công. Cô chào các em.